chào anh em, chúng ta sẽ lại đến với các cái tình huống tiếp theo trong video ngày hôm nay. Ở tình huống đầu tiên thì chúng ta có thể thấy rằng là một cụ hình như là Mazda, cụ ấy sang đường và cụ ấy chuyển đường, chuyển làn, quay đầu một cách cực kỳ nguy hiểm khi mà không đủ cái điều kiện đảm bảo an toàn. Thế nhưng mà cụ ấy vẫn cứ quay đầu một cách cực kỳ là hồn nhiên như cái đường của nhà mình anh em ạ. Và phát này thì làm cho anh container cũng như là anh xe tải đối diện một pha gọi là hú hồn hú vía. Thực sự phát này quá là khó đỡ luôn anh em ạ. Sang đường đấy, tôi đã cảnh báo cho các ông rất nhiều lần về cái vấn đề này rồi. Thế nhưng mà rất nhiều ông ra đường vẫn cứ lý do. Rồi anh em sẽ đến với cái tình huống thứ hai tiếp theo. Hình như là con đường này là... Cảm ơn anh em đến với số tiếp theo trên kênh Giao thông Văn Minh của tôi nha. Hôm nay thì chúng ta sẽ theo dõi rất nhiều những cái tình huống trong cái video này. Tình huống đầu tiên, đây là tình huống trên đại lộ Thăng Long và chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi này. Rồi. Vâng, một ông Hyundai Tucson đặt từ bên phải sang không tín hiệu luôn. Rồi, chúng ta sẽ đến với tình huống thứ hai. Đây là một cái tình huống xảy ra trên một cái khu vực đường đèo nào đó mà tôi không rõ lắm. Tuy nhiên rằng là tài xế có camera hành trình này là vượt ẩu. Sau đó là va chạm với một cái xe đối diện. Va chạm với cái thùng xe đối diện. Anh em nhìn thấy cái vô lăng nó méo sạch như kia. Va chạm nó mức độ nó khủng khiếp như nào đúng không anh em? Đấy là một cái bài học có lẽ là đắt giá và không biết là liệu là người tài xế này có nhớ được hay không. Và đó có là bài học. Chắc là cũng đau đấy chứ không phải là không đau được đâu anh em ạ. Phát này là va chạm rất là mạnh luôn đấy chứ không phải là đơn giản đâu. Nhìn anh em nhìn cái vô lăng nó méo sạch như thế kia cơ mà. Không biết là sau cái vụ này là có nhớ được hay không. Đó là một cái bài học đắt giá. Rồi, chào mừng các cụ đến với số tiếp theo trên kênh của tôi nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tình huống đầu tiên. Ôi trời ơi. Vâng, đây là cái thói đi của rất nhiều cụ, hiểu không? Các cụ ra đường, các cụ cứ bám sát đít xe của ông đằng trước cái kia. Máy thì nó cũng phải có thời gian để nó xử lý. Cụ đi như thế này thì cũng thực sự với anh em là cái máy nó cũng không còn cả kịp thời gian để mà xử nữa cậu. Chịu. Rồi, anh em sẽ đến với tình huống thứ hai tiếp sau đây. Rồi, thì là va chạm rồi. Cùng xem là nó sẽ tiếp tục như thế nào. Đây rồi. Tôi nhìn thấy một cái gương mặt nó khá là đờ đẫn và đẫn đờ, hiểu không? Không hiểu là có tí giấm tí mẻ gì chưa. Ái à. Nani? Định làm gì đấy? Nhìn cái gương mặt nghe chừng tôi thấy hồng hồng anh em ạ. Không biết là có tí giấm tí mẻ gì chưa mà lại đã va chạm với xe của người ta rồi, xuống lại còn không gọi là xin lỗi, trong đó lại còn có những cái hành động rất là mát rượi nên bó tay luôn. Già rồi mà thế này. Rồi anh em sẽ đến với tình ui trời ơi. Đây. Ôi ôi, đúng là suýt nữa thì thôi, bác có camera hành trình này lại thắp hương cô hồn rồi. Chịu. Bên này có mấy vòng hoa nữa, không biết đoạn này đoạn nào. Rồi anh em sẽ đến với tình huống tiếp sau đây. Đây là một cái tình huống mà đã để lại một hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Đấy, bà cô đi xe đạp đi qua giao lộ ngã tư, chắc là ngã tư, xong rồi thấy ô tô người ta đang đi đến thì lại cố đạp để vượt lên để sang bên kia đường. Cô lại nghĩ rằng là cô nhanh hơn được ô tô cho nên là thôi thì đúng là nhanh hơn thật được cô ạ. 80 rồi. Rồi. Đứng lên là cửa sổ rời của các bố đấy. Tốc độ 80 km/h. Nhà có tiền khoe hiểu không? Nhà có tiền để khoe thì phải thế, hiểu không? Đấy, đây là một cái thói mà của một số các ông bây giờ là các ông mẹ có xe xong các ông để kiểu đấy ra đường, hiểu không? Các ông cứ nghĩ thế nó oai, hiểu không?
phải để từ năm 28A21870. Cửa sổ rời này, 80 km/h. Để thế nó mới oai mà. Nó mới oách hiểu không? Đâu ạ? À? Xong rồi đến lúc nó xảy ra cái tình huống rồi thì bắt đầu lúc đấy mới khổ với nhau. Cửa sổ rời khổ vô đây. À 80 cây nhá. Rồi. Chúng ta sẽ đến với tình huống tiếp nữa sau đây. Ui. Đó, không sao. Làm lại. Đây cái ông xe tải trong ngõ ông đi ra, ông chả có tín hiệu quái gì, chả xi nhan. Nên ông xe máy là ông cũng ngỡ người ra là ông không biết. Ông xe máy là cũng ngỡ người không biết là ông xe tải đi hướng nào anh em hiểu không? Đấy, cái này thì tôi nói quá nhiều rồi, thế nhưng mà mấy bố lại còn comment bảo mẹ đời cơ hiểu không, lên xe mới biết được cơ hiểu không, nghe cơ hiểu không mẹ. Rồi tiếp theo đây là câu cực kỳ đắt giá cho anh em. Rồi chúng ta sẽ đến với tình huống thứ hai. Tình huống tiếp theo này thì chúng ta sẽ thấy rằng là có một anh tài xế xe máy công nghệ và một chiếc xe ô tô. Chúng ta có thể thấy rằng là tài xế ô tô bấm còi rất nhiều, tuy nhiên rằng là ở đây theo người dân chứng kiến thì là người tài xế xe ô tô đậu xe cũng khá là lâu rồi, và người tài xế người ta xe công nghệ kia đỗ phía trước nhưng mà xuống thì cũng không nói được một lời nào, có nghĩa là hẳn hoi cả, mà cứ bấm còi liên tục. Kể cả bản thân tôi cũng thế thôi. Thích cả hai đại đứa ấy cả buổi trưa luôn. Nhiều khi là chỉ cần một lời nói thôi anh em ạ, xuống nói nhẹ nhàng thôi thì cũng là đơn giản thôi. Bấm dí còi ai cũng bực anh em ạ. Gọi nó xuống đánh nhau luôn. À, trong cái tình huống này thì rất nhiều ông vào comment là trách ông lái xe công nghệ. Tuy nhiên rằng là trách người thì cũng phải lên suy nghĩ đến ta, hiểu không? Rồi chúng ta sẽ đến với tình huống tiếp sau đây. Anh tài xế có camera hành trình này thì đang đi ở làn phải ngoài cùng cái làn tốc độ thấp nhất. Nhiều loại lá lắm. Bao nhiêu loại lá? Rồi. Nhưng mà mình ăn đấy là không phải là nhiều. Rồi chị nhá, đi 60 cây nhá, mà làn này làn trong nhá. Mà nó còn bấm nó dúi mình nhá. Đây. Kệ nó, kệ mẹ nó. Tôi đi làn trong 60 cây mà nó ông còn dúi vào đít tôi thì không hiểu ông. Nhảy lên con lươn mà đi chứ còn nhảy vào đâu. Rồi 30K73802 à. Đi làn trong 60 cây. Nhảy lên con lươn mà đi. Dí vào đít à? Dí vào đâu? Rồi. Tiếp sau đây chúng ta sẽ đến với một cái tình huống nữa. Tình huống này thì đúng là trớ trêu thật anh em ạ. Đang đi với tốc độ khoảng tầm 60-70 km/h và gặp ngay đúng một ông thần. Chúng ta sẽ gặp thấy là ông thần ở đây. Đây ông thần đi xe máy. Và cái tình huống này thì thôi xin phép anh em nhé. Cái kết quả nó xảy ra như thế nào thì cái gì đây? Rồi. Đây là một cái trường hợp là các idol của chúng ta quay top anh em ạ. Nhưng mà ông Nguyên này mang ra cây xăng nhờ không? Thế này nó mới nổi anh em ạ. Rồi. Idol top quay video mang ra cây xăng đốt vía. Này mà đốt luôn cả cây xăng thì tuyệt vời nhờ không? Ui giời ơi. À, chúng ta khá quen thuộc như là cao tốc Hà Nội Thái Nguyên và chúng ta sẽ cùng xem. Rồi. Và một bố ấy, hình như là bố ấy dừng xe ở đây anh em ạ. Không hiểu là bố đang đi mà xảy ra cái vấn đề gì mà bố lại dừng xe ở giữa đường. Sau đó thì tôi không biết là có lùi hay không, tuy nhiên là bố dừng ở giữa đường như thế này. Rồi 29S thì phải anh em ạ. Không hiểu là bố ấy đang suy nghĩ cái gì ở trong đầu mà bố có một cái pha bố ấy đi kiểu này luôn anh em ạ. Rất may là mấy anh em này tay lái cũng lụa hiểu không? Rồi chúng ta sẽ cùng theo dõi. Cái tình huống này thì nó xảy ra cũng khá là lâu rồi. Tuy nhiên rằng là không biết là cụ này cụ đi cỗ ở đâu về.
đấy, quần áo thì là vét này, đi giày đen. Thế nhưng mà cái đường bê tông của người ta đang làm, cụ vẫn cứ cố để cụ nhào vào để cụ về nhà. Không biết là về nhà để làm gì, cái ông tâm thế như thế này. Đấy, người ta bắt cụ để quay lại, thế nhưng cụ nhất quyết là cụ không quay lại. Đấy, hạn hán lời luôn anh em ạ. Đấy, sau đó là chịu, không làm gì được. Và cụ sẽ thể hiện một cái pha gọi là vẽ đường cho anh em, rẽ đường cho anh em thấy. Ui, thấy chưa? Rồi, không biết là sự việc này nó xảy ra ở đâu, cũng khá là lâu rồi. Tuy nhiên là tôi sẽ đưa lên để cho anh em vừa giải trí vừa xem, để biết được rằng là ở trên thế giới này vẫn có tồn tại những cái con người mà nó thực sự là khó hiểu và không biết phải sử dụng ngôn từ như thế nào để mô tả. Và đây là hình anh ấy để lại. Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tình huống tiếp sau đây. Đây cũng là một cái tình huống mà phải nói rằng nó rất nguy hiểm. Một cái tình huống mà thực ra thì anh em theo dõi thì sẽ hiểu cái vấn đề đấy nó nằm ở đâu. Bây giờ nói thì nó cũng vô cùng lắm. Người anh em có camera hành trình này, nói chung là trong cái tình huống này thì nó gộp rất nhiều thứ. Anh em theo dõi này. Rồi, thấy chưa anh em? Ở đây thì người anh em xe tải phía bên phải thì đang gặp sự cố, có lẽ là lổ lốp hay là xảy ra cái vấn đề gì đó. Còn người anh em có camera hành trình này thì cũng vượt lên ở cái đoạn đường gọi là, thì nói chung là đã xảy ra cái sự cố bên kia thì bắt buộc mình phải lách bên này mình vượt thôi. Và vất vả nhất, khổ nhất thì là cái bác tài mà đang lái xe và xuống rãnh này. Cái phần này thiệt hại thì nó cũng không hề đơn giản tí nào anh em ạ. Cũng khá là nặng đấy. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tình huống tiếp sau đây. Một cái pha drift sẽ đến với tình huống tiếp sau đây. Đây là một tình huống trên cao tốc ở khu vực miền trong. Cùng theo dõi xem tình huống nó sẽ xảy ra như nào. Rồi, tôi thấy khói um rồi. À, lốp xe rơi ra khỏi vành anh em ạ. Cứ rơi khỏi la răng luôn anh em ơi. Rất may là không có tình huống gì nó đáng tiếc xảy ra ở đây. Ờ, xúc cái bánh thôi, cái vành còn. Quá nguy hiểm. Con kiểu em bắt đền cả cái xe cá này cho anh luôn đấy. Đây anh em nhá, công an ở Nam giữ công an xã Liêm Tuyền nhá. Giữ xe đấy là khoảng 2 tiếng rồi đây, cá chết rồi đây anh em nhá. Cứ bảo giữ chết công an đi. Rồi, tình huống này thì tôi không bình luận quá nhiều ở đây. Anh em cùng nhau theo dõi xem cái tình huống này nó xảy ra và cách giải quyết nó như thế nào. Nhưng bản thân tôi thấy thực sự là khó hiểu cái tình huống này anh em ạ. Từ cái cách xử lý. Đây nhá, chết con cá 20 mấy cân anh em nhá. Cá này đang 200 đen, 230.000 một cân. Một con hơn 20 cân. Đây nguyên một xe cá còn đầy xe mà giữ nãy giờ xe đã 2 tiếng đồng hồ đấy. Công an xã Liêm Tuyền bảo lập biên bản không chịu lập cho người ta đi. Dáng rất đẹp. Đây công an xã Liêm Tuyền anh em nhá. Anh Nguyễn Thành Thái. Đây bảo giữ xe chết cá có gì khiếu nại đền nhá. Nguyễn Thành Thái phó trưởng công an xã. Còn hỏi xã nào thì chưa bảo. Rồi. Bảo lập biên bản cho xe ta đi, xe ta hàng tươi sống cứ giữ xe này nhá. Xe vẫn đang sống mà anh, máy vẫn đang nổ đây. Nhưng chết cá của em chết một con đấy. Em bảo xe hai mà hàng tươi sống cá này nó không khỏe đâu. Chết hết xe cá này lên chợ thì 200 mấy triệu xe cá này đấy. Em khiếu nại tôi đấy luôn. Một xe cá. Đây anh em nhá. Một xe cá mà đầy xe thì chắc là cũng phải vài tấn anh em ạ. Còn nguyên xe cá vẫn nguyên dàn sủi oxy sục đầy đủ đây mà cá thì giờ đến chiều mà giữ xe thì giờ đến chiều chết hết thì em khiếu nại nhá. Đây quay con cá chết 20 mấy cân con cá. Mẹ cá sống thế. Rồi, một con chấm đen nó phải hơn 20 cân. Gọi là 200.000 một cân là cũng khoảng 4 triệu rồi. Em đi vi phạm 2 tiếng đồng hồ là anh chưa lập cho em cái biên bản em đi. Em bảo anh lập cho em cái biên bản để xe em đi cơ mà. Chúng tôi đang mời lực lượng xuống. Thôi lực lượng anh nói cho mấy tiếng đồng hồ hàng của ta hàng đi sống.
Cái ông làm vừa vừa phải phải đấy chứ. Mấy ông làm xe có tầm mấy trăm triệu, các ông làm gì sao chơi. Đây các anh em nhá, công an xã Liêm Tiền cứ giữ xe ở đây là đợi lực lượng xuống mà đợi 2 tiếng đồng hồ rồi. Cái tình huống này, cái trường hợp này thì nó xảy ra cũng cách đây một thời gian rồi. Tuy nhiên rằng là cái cách mà xử lý tôi cảm thấy rất khó hiểu. Bây giờ xe phải đi hai người mới giao hàng được chứ, giao hàng được. Ai bê được con một, các anh bây giờ các anh đi làm mà các anh không đem giấy tờ theo để làm việc. Anh đợi làm biên bản thì các anh phải có biên bản chứ. Các anh còn đợi người khác đem biên bản đấy, đem đợi đến tới à? Nhà nó chấp nhận lập biên bản rồi thì anh lập biên bản đi cho em đi. Đây anh em này, đây cứ đứng đây từ giữa trưa nắng đến giờ 2 tiếng đồng hồ này, mày bê con cá lên. Em chết con cá của ta 200 mấy một cân. Ở trong cái tình huống này thì tôi không bình luận quá nhiều ở trong cái tình huống này, anh em xem và cái hướng nào giải quyết để mà. Chứ còn thì các anh như này tôi thực sự là rất là khó hiểu. Không biết là lúc trước cái tình huống nó xảy ra như thế nào. Tuy nhiên ở cái tình huống này thì tôi không bình luận quá nhiều để có thêm một cái xe chức năng bây giờ mới đi xuống. Hình như là các anh đi làm là các anh thiếu gọi là giấy tờ. Anh bây giờ anh nhớ rồi em, anh lập biên bản với em. Nguyên một xe cá. Chết cá của em, anh làm tưởng rẻ ấy. Mấy chục bạc con cá anh tự ít. Anh không gọi môi trường đòi nước, em gọi môi trường đòi nước chết cá không kiện nên này, cái gì đợt như em. Ôi giời ơi. Rồi, một đạn báo anh em ạ. Chúng nó đang đi giữ gìn an ninh trật tự phố phường. Không biết là khu này ở đâu, hình như là Hải Phòng anh em ạ. Tôi không nhớ rõ lắm, nhưng mà đấy, một đàn báo con vượt đèn đỏ chạy cái tít mù. Đây, tôi thấy mấy bóng dáng gọi là mấy anh gọi là cơ động, mấy anh giao thông nghe rồi. Đang đuổi này. Úi giời. Rồi, toàn báo là báo thôi, chạy ra đường như thế này lại làm khổ người khác thôi. Anh em sẽ đến với một cái tình huống ngáo ngơ sau đây, cùng theo dõi nhé. Đây, rồi một chiếc Mercedes màu đen rất là đẹp. Theo anh em trong cái tình huống này thì như thế nào? Hãy comment ở phía dưới nhé. Trên có mùi gì à? Bây giờ chị bảo em đi vào đâu nữa? Em ở bên kia còn rộng xinh căng, em không đi. Sao chị không đỡ ở kia một lúc đi, có phải nó được không? Sao không có lúc em, sao không mời ông không tiến vào kia mà em còn đứng trước cạnh này? Này, chị đang nghe chị vào sau, chị phải nhường đường nha. Không bao giờ thì thôi, đấy chị không bao giờ thì thôi. Làm sao mà phải nói nhiều? Mẹ ở đây đi. Cái đứng ở đây. Mẹ đã ngu rồi này còn đi dạy đời người khác. Xe đẹp đây nhưng mà ý thức thì là ngu đéo chịu được. Anh em thì câu chuyện ở đây thì là ai đúng ai sai. Theo tôi thì là cái chị đi Mercedes kia lẽ ra là chị dừng ở cái đoạn phía trước này một lúc là để cho người anh em xe trắng này người ta đã ra, bởi vì là cái đoạn đấy thì ngoài kia nó rộng hơn. Đúng không? Rồi, anh em sẽ đến với tình huống. Rồi, chúng ta sẽ đến với một tình huống tiếp. Ôi giời ơi. Đó, một pha drift. Úi giời ơi, anh em thấy không? Rồi, đây là một cái khúc cua mà người anh em này drift phát này căng đét luôn anh em ạ.
Nhìn thấy lốp xe nó khói với kia, một cái vết bánh xe kia chắc nó phải dài mười mấy mét. May mà người anh em có camera hành trình này là vẫn còn chỗ đấy, còn là còn một tí để mà lé chứ. May mà không xuống cái hố ở bên tay phải kia này, xuống đấy thì cũng mệt đấy. Mấy anh em này vào cua này lần sau nhớ chứ, đóng cua như thế này thì thôi không biết đường nào mà lần. May hôm nay là đường nó cũng gọi là không có trời mưa, nếu mà nó mưa mà đường trơn nữa thì chắc chắn là ốm đòn thì không thể nào không được anh em ạ. Tôi khẳng định với anh em nếu mà trời mưa thì là ốm đòn rồi. Nói tóm lại với anh em là tôi cảnh báo cho anh em để anh em rút kinh nghiệm trong quá trình mà anh em lưu thông tham gia giao thông ở trên đường thôi. Lái xe bây giờ thì không biết đường nào mà lần cả, cho nên là đi cứ phải cẩn thận, sau đó để còn về với gia đình anh em ạ, chứ đi như thế này thì hỏng hết. Nói cho anh em nhưng anh em có bao giờ anh em chịu tiếp thu đâu, xong lại còn quay lại cãi tôi. Rồi chúng ta sẽ cùng đến với cái tình huống tiếp sau đây. Ôi giời ơi, ông ơi, ông đi thế này thì ông đúng là này mà đường nó sốc một phát mà có cái xe máy nào nó đi thì thôi nó không thể nào đỡ được nữa. Rồi anh em sẽ cùng theo dõi tình huống tiếp sau đây. Rồi một người anh em đang dừng chờ đèn xanh đèn đỏ. Thế nhưng mà phần đường của mình thì lại không dừng nhỉ? Bên mình cũng có bóng cây nhưng mà không thèm dừng, phải sang phần đối diện nó mới máu. Đấy, cùng theo dõi xem. Rồi đèn xanh rồi. Rồi lại thêm một ông xe khách, ông ấy nhoi lên nhỉ? Đường ông ấy không muốn xếp hàng, ông nhoi lên. Người anh em cũng cay cú, phụ xe định làm cái gì đây? Rồi chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tình huống tiếp sau đây. Rồi tuyệt cả là vậy. Thế này thì ta quá tuyệt vời luôn. Thế là cả hai xe đều gọi là móp đầu rồi. Đấy xem lại này, qua ngã tư đấy, không chung nào chị ông nào, thế là hôn nhau phát thôi. Tình nụ hôn thắm thiết và tốn tiền. Của này lại còn nhầm chân ga nữa. Rồi phần này là cũng mỗi anh em là cũng tốn kha khá đây. Kiểu gì thì kiểu chắc chắn là sẽ vỡ cái đèn đằng trước rồi. Còn cái bà đã sốc kia mà rơi hết ra thế kia thì cũng tốn thêm một ít nữa. Nói tóm lại là trị giá tài sản thì cũng khá là căng anh em ạ. Đấy, rồi hai qua ngã tư mà không ông nào gọi là giảm tốc độ cả. Rồi chúng ta sẽ đến với cái tình huống tiếp sau đây. Một cậu thanh niên sang đường và thiếu quan sát. Rất may là người anh em chạy xe ben kia là vẫn còn đi chậm xử lý kịp thời. Thế nhưng mà cái hành động của cái cậu bé xe đạp kia thì cũng để lại cho người anh em gọi là xe ben gọi là một chút nào đó nó niềm vui, hiểu không? Đấy, nó thành khẩn như thế, quan trọng đó là cái thái độ anh em ạ. Biết mình sai nhận là được rồi, hiểu không? Nào, câu chuyện của hai con dê, một con dê vàng và một con dê bạc đang qua cầu. Đây đúng là câu chuyện tiếu lâm của thời hiện đại, thời 4.0 anh em ạ. Bây giờ là không biết là ông nào là nhường ông nào đây. Bây giờ là ông nào cũng ra đến giữa cầu rồi, không biết ông nào dí trước và ông nào dí sau. Nói tóm lại là ông nào mà nhẹ hơn thì lùi lại nhường tí thôi. Chứ hai ông cứ đứng ở đấy thì cứ tắc đường ở đấy thôi. Chịu. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi một cái tình huống sau đây. Rồi. Đấy nha anh em nhé. Bây giờ xe em giữ tới bây giờ. Bây giờ anh mới bảo là xe em một người đi rồi một người ở lại. Bây giờ cá to, cá xe em cá to chết. Con cá mấy chục cân anh bảo mấy triệu, 200 mấy một cân con cá đấy. Con cá này 20 mấy cân. Nguyên một xe hàng của em 20 mấy chục triệu chứ ít đâu mà anh giữ xe như em. Từ hai đứa này đến 1 giờ rồi.
hàng ngàn cây số thì các anh làm, các anh phải cho dân nó đường nó thở chứ. Em bảo là đồng ý lập biên bản, lập biên bản mà cứ đợi mãi cá chết trên xe chết tàu. Rồi như vậy là một xe cá ngâm khá là lâu ở trên đường nên là cá xảy ra tình trạng là ngạt thở và rất khó hiểu cái tình huống này. Rồi chúng ta sẽ đến có cái điều gì nó sẽ xảy ra đây nào, anh em cũng theo dõi nhá. Ở đây là một cái pha mà gọi là nói lên sự mát rượi của một cái thằng lái xe. Ui xem lại này, không biết là ông xe tải con kia ông hóng cái chuyện gì ở bên đường. Ông dừng lại ông ấy hóng, đang ở trên đoạn đường tốc độ cao. Rồi vụ đi container này gánh cho nó một phát đấy, thế nhưng mà sau đó là nó bỏ đi luôn anh em ạ. Đấy anh em thấy không, mày anh em thấy không đấy, khi mà xảy ra vấn đề sự cố cái nào mẹ nó chuồn mất tích luôn, hiểu không? Đấy, lúc mà nói như thế này này thì là nó quay ra là nó mẹ này nó lèm bèm nó kia, hiểu không? Tôi nói như thế này nó lèm bèm nó kia, thế nhưng mà đấy may hôm nay mà anh xe công anh lé cho nó một mạng đấy. Rồi anh em sẽ đến với tình huống tiếp sau. Đây là một cái tình huống mà thực sự là phải chia buồn với lại chị gái kia. Qua đường đã hết sức cẩn thận rồi. Đấy, nhìn trước ngó sau. Ôi trời ơi, cái gì đây? Ôi trời ơi, ôi trời ơi, à khủng đấy, con này mà nó đã phát là thôi, ôi trời ơi luôn thật. Ôi rồi. Ui à, ui à, đây hình như là một cái máy ép mía hay sao anh em ạ. Sao lại rúc rúc lại đi vào cái ngách đấy được chứ nè. Rồi chúng ta sẽ cùng rồi lại là cao tốc Nội Bài Lào Cai, không biết ông dừng này ông đón khách hay ông làm gì. Rồi 21B00832 à. Rồi chúng ta sẽ đi với tình huống tiếp sau đây và cùng theo dõi tình huống này xem sự việc nó xảy ra như thế nào. Đây là một cái sự việc nữa là hai xe khách chúng ta gành ghẹ, chắc là tranh giành khách với nhau ở trên đường. Đấy, sau đó là không có gây cái gì, vây là gây cái gì, không phải gây gì đâu anh. Dạ không. Lạng lách đánh võng ở trên đường. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi xem hành vi của các cái lái xe này sẽ như thế nào. Ở trong những tình huống như thế này thì có lẽ là cả hai lái xe đều rất căng. Đấy, xe phía trước bắt đầu chèn ép. Thôi, em xin anh mà, em bảo rồi không à, anh cứ thoát đi cái đi. Tắt cái điện thoại đi. Trong cái tình huống này thì nếu như mà xử lý thì cả hai lái xe đều có khả năng là nên ngồi uống nước chè tại trụ sở để nhận hình thức xử lý luôn đấy. Về là ông Lục Ngạn Gia Lâm à, 98 Bắc Giang mà cũng căng nhà. Đây chắc lại là trèo kéo tranh giành khách đây. Rồi chúng ta tiếp tục xem cái tình huống này sẽ xảy ra tiếp tục như thế nào. Hai tài xế vẫn tiếp tục ganh đua nhau ở trên đường và để lại một cái hậu rất là nguy hiểm cho những người tham gia giao thông ở trên đường khác. Đấy, các anh cứ lạng lách, các anh đánh võng chèn ép nhau trên đường như thế này.
anh em sẽ tiếp tục theo dõi nha. Cái đoạn này tôi để nguyên cho anh em xem từ đầu đến cuối để anh em nắm được cái chương trình nó diễn ra như thế nào. Đấy, vẫn tiếp tục là lạng lách đánh võng, chèn ép nhau. Hành vi này rất đáng lên án. Trên xe thì rất nhiều hành khách mà các anh rất là coi thường. Ủa mày, anh muốn đi luôn đấy. Hả? Anh muốn đi luôn phải không? Đi đâu? Đi đâu mày bảo tao đi đâu? Đi đâu à? Ừ. Quay đây. Ồ đây tao đang quay đây. Tiếp luôn. Ồ. Mày không? Ồ mày thích thì mày lên đây. Ôi, hai thanh niên đẹp đấy, đóng khá là tít. Rồi hôm qua giao lộ, úi giời ơi, người anh em lái con xe đỏ này chắc hôm nay gọi là sun hết cả trim vào rồi. Mát rượi luôn, mát hết gọi là ông xả luôn. Quá là nguy hiểm anh em ạ. Rồi cùng theo dõi cái tình huống tiếp sau đây, chúng ta sẽ cùng xem điều gì nó sẽ xảy ra ở đây. Rồi. Rồi. Ờ. Cụ này cụ đi trong ra mà không biết là cụ đánh lái kiểu gì mà lại cụ lại dí sát sang tận bên kia. Hay là lúc đấy lúc đang đánh lái này không biết là đang tập trung vào cái gì không biết chứ để. Đúng là bó tay và chấm com luôn anh em ạ. Rồi chúng ta sẽ cùng đến với cái tình huống tiếp sau đây để xem điều gì nó sẽ xảy ra ở đây. Đây là một cái tuyến đường nào đó mà tôi không nhận ra. Và cùng theo dõi xem. Cái gì đấy? Rồi ông xe tải ông quay đầu. Ai dạ? Rồi. Úi giời ơi. Phát đấy là hơi khó nhai đúng không anh em? Rồi chúng ta sẽ cùng đến với tình huống tiếp sau đây xem là điều gì sẽ xảy ra nhá. Cùng theo dõi xem. Đây là hình như là khu vực Hà Nội đúng không anh em nhỉ? Cái đường này là lạ tôi không nhận ra, không biết là Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh. À hình như là thành phố Hồ Chí Minh thì phải. Rồi. Rồi, thế là ông xe bồn ông mới vào cua. Nào. Theo dõi tình huống tiếp sau đây xem là có vấn đề gì. À đây là đến một cái khúc gọi là giao với đường tàu, đúng không? Và cái chỗ này đường tàu thì lại không có rào chắn, tuy nhiên là nó sẽ có gọi là đèn hiệu cảnh báo cũng như là còi. Thế nhưng mà ông xe tải kia thì ông vẫn cố để ông nhao lên. Rồi. Thế là điều gì đến thì nó vẫn cứ phải đến thôi anh em ạ. Mọi sự ngu dốt thì đều phải trả giá bằng tiền mặt hết. Và phát này thì giá thì nó cũng không hề rẻ một tí nào. Đấy. Mọi sự ngu dốt thì sẽ bắt buộc là sẽ phải trả giá bằng tiền mặt thôi. Hiểu không? Rồi. Ui dạ. Mày giá đi. Rồi. Rất căng thẳng. À đây xe 378 3784 nhá, chặn xe này. Mày vẫn làm tiền lái đi còn nhá. Thôi đi. Thôi làm nữa đi cô xin nhá. 3784 nhá này, chặn xe này. Đừng có xin. Đấy, này đe dọa coi thường tính mạng hành khách. Coi thường tính mạng người khác này. Kinh không? Này nó dọa cho tôi đi, không biết đi đâu đây. Đừng có
nhìn nè. Anh xí tôi hả? Dặn này, không cho tôi đi này. Ảnh hưởng giao thông rồi là. Rồi, trong cái trường hợp này á, thì cả hai ông kinh thật, đúng là xe bố đời. Chặn xe này. Không biết là các anh em là đi ra đường để kiếm ăn hay là đi kiếm chuyện. Nhưng mà như thế này thì là rất nguy hiểm, bởi vì tôi thấy trên xe là rất nhiều hành khách, cả nam cả nữ, cả già cả trẻ. Mà các anh lái xe, các anh thực hiện những cái hành vi như thế này, bố thiên hạ, chặn gây ách tắc giao thông. Các anh kéo nhau cả một cái quãng đường dài chứ không phải là một cái đoạn đường ngắn anh em ạ. Mà trên xe thì rất nhiều hành khách, mà các anh điều khiển xe với cái tâm trạng, tâm thái như thế này thì nó rất nguy hiểm. Nghênh ngang giữa đường, không cho xe khác đi. Rồi, đấy, anh em tiếp tục theo dõi nốt cái đoạn video này. Và không hiểu là sau đó thì hai anh nhậu có được lên gọi là uống nước chè cùng với cơ quan chức năng hay không. Đấy, anh em xem tiếp và để lại comment ở phía dưới nhé. Kìa, công an kìa. Kìa, công an kìa. Alo. Bạn ơi, bạn. Ờ, sao thằng máy của anh kìa. Xe cảnh sát kìa. Đó là người lạc được. Cái đường nó cong, ơi đường nó cong cong cong. Tại sao cái đoạn này mà lại tự dưng đang đi thẳng mà lại xong lại sinh ra cái đoạn đường cong làm gì để cho người anh em này này xuống phố xuống rãnh cái kia chứ này. Đường nó đang thẳng tại sao lại phải gọi là làm cong làm gì? Lại tiếp tục. Ôi trời ơi. Mấy anh em ra đường cứ thích ôm hôn nhau, hôn hít nhau nhỉ. Đấy. Mấy ông đi đường đối diện phần đường kia tại sao lại cua mãi tận sang bên đấy, hay đường nó cong mà định cong vào vách đá kia không biết thế này. Rồi để ông xuống xe xong là còn quên không về số, không kéo phanh tay để xe nó trôi này. Thôi thế là mất xe rồi. Nhọc thật chứ này. Rồi, có cô không biết là bạn gái này gì mà nhìn cũng ngọt nước đấy. Ui. Tiếp sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một cái tình huống nữa, cùng theo dõi xem điều gì sẽ xảy ra ở đây. Nào, cùng theo dõi xem điều gì. Rồi Thái Bình, cái gì? Ông đi ông thích noi nhoi đi mà. Thích noi nhoi đi mà. Hùng Hưng à. Thái Bình, Hà Nội.
người ta xếp hàng được, nhưng mà các ông xe to thế này mà các ông cứ thích gọi là loi nhoi là thế nào nhỉ? Không chịu xếp hàng. Mấy ông xe khách này thì các ông ấy kinh rồi. Các ông ấy là nhất hết, hiểu không? Đấy. Trên xe thì không biết bao nhiêu là con người hành khách, thế nhưng mà các bố chạy thì ối rồi ôi luôn. Tiếp sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái tình huống nữa, cùng theo dõi xem điều gì nó sẽ xảy ra trong cái tình huống này. Anh em cùng theo dõi và để ý này. Rồi, cụ này cụ ấy lại quay đầu, không? Nhưng mà cái đoạn này là có vạch xương cá mà cụ quay đầu mà cụ rất là thiếu quan sát luôn. Cụ rất may, à hình như lại chạy với anh gọi là Pikachu ở đây à? Không biết là mấy anh cái Pikachu này, hay là sợ ở đấy mà nó quay đầu không biết chứ nè. Không biết là có giấm mông, có giấm mẻ gì không mà sợ thế, quay đầu nguy hiểm quá. Nhé. Yeah. Chúng ta sẽ cùng đến với cái tình huống tiếp theo đây. Rồi, một ông nửa tải, ông quay đầu ở trên cầu như thế này. Chả biết là ngày xưa học hành thầy giáo nó dạy như thế nào, không biết thế này. Ra đường bây giờ là quên hết rồi, chữ thầy là giả lại thầy hết rồi. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái tình huống thực sự là ngáo ngơ sau đây. Cùng xem là điều gì sẽ xảy ra. Rồi, rồi, rồi. Phát này thì là tuyệt, tuyệt cả là vời luôn anh em ơi. À, con đến với giải đua của tại hiện Hà Nội mở rộng. Đây, giải đua này là dành riêng cho các anh Tây từ nước ngoài đến Việt Nam du lịch, hiểu không? Nhưng mà các anh được dự thi tham dự giải đua đặc biệt. Hà Nội mùa này phố cũng như sông. Đó, chúng ta sẽ đến với một cái tình huống. Trời, vãi đạn chưa, đây dừng giữa đường ở này check in luôn này các bạn. Rồi. Ôi trời đất ơi. Đây gọi là kỷ niệm anh em ạ, kỷ niệm nha. Kỷ niệm đấy. Hoàng. Cấm tụ tập đó, trên cầu. Chưa đến biển cấm. Anh em theo dõi tình huống tiếp sau đây để chúng ta thấy rằng là cái sự ngáo ngơ trong vấn đề mà tham gia giao thông của một số những ông tài xế mà lái xe ra đường. Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi nha. Đây là đang đèn xanh đèn đỏ này. Rồi, anh em nhìn thấy gì chưa? Nhìn thấy gì chưa? 30K. Đường tổng đang cử người điều tra anh. Cậu biết phải làm gì? Méo hiểu được là cái tư duy gì để mà đỗ đèn xanh đèn đỏ kiểu này được cả anh em. Thôi chúc mừng người anh em nhé. Chúc mừng mày nha, mất 4 triệu. Rồi, câu chuyện về các cái tình huống giao thông thì nhiều ông mẹ lên đây comment bảo là mẹ nói nọ nói kia, bảo ông mẹ mày ăn tục nói phét vừa phải. Mẹ tôi ăn tục nói phét đúng không? Thế nhưng mà mẹ các ông đi ra đường, các ông mẹ đi bố láo như thế đó, tôi bắt buộc tôi phải làm những cái chương trình này. Cái chương trình này thì cũng để cho các ông biết được rằng là một ngày nó xảy ra bao nhiêu những va chạm giao thông. Một ngày nữa, các ông phải biết được rằng là các ông đang đi ở trên đường và nó nguy hiểm như thế nào, để các ông biết mà các anh phòng tránh, phòng và các ông tránh, để các ông còn về với vợ, với con, với bố, với mẹ của các ông. Chứ các ông ra đường các ông chạy như thế này thì tôi đến bó tay các ông. Sau đó lại có một ông lại vào mẹ về, mẹ anh em đéo gì với mày, mẹ phải, tôi mẹ năm nay 40 tuổi, mẹ anh em với các ông là đúng như còn thế nào nữa. Thế chẳng nghe tôi mẹ phải gọi là các ông là cụ à. Đây là trên đường thì Nội Bài Lào Cai à. Xem điều gì nó sẽ đến ở đây.
trong cái tình huống này nó có vấn đề gì? Ui giời ơi, người anh em chạy tít thế. Ôi giời, xe nào đóng tít như thế là tôi thấy nó nghi nghi rồi. À đây 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 đây, đúng đây rồi. Gặp mấy anh Pikachu trên này. Tiếp theo đây chúng ta sẽ quay trở lại với thành phố của chúng ta, thủ đô. Đây là một cái tình huống mà nói chung là nó vẫn là cái thói đi ẩu, đi mất dạy thôi. Đấy, 29H70883 va quẹt rồi, thế nhưng mà xong rồi đi bố láo va quẹt nhưng mà xong nó bỏ đi luôn. Rồi, đây tiếp theo nha. Tiếng nói Việt Nam. Ôi, cái này thì tôi nói với các ông, các bà, các bố, các mẹ hàng bao nhiêu lần rồi. Thế nhưng mà nhiều ông vào mẹ mày nói giọng điệu khệnh lắm, mẹ đến lúc xảy ra mày xong rồi bắt đầu mẹ quay ra lắm trò, hiểu không? Rồi. À. Rồi. Một em gái đẹp, xinh gái đấy, nhìn dáng dấp xinh đấy, hai anh đi theo sau không đội mũ bảo hiểm đấy nghe. Hiểu rồi. Rồi, thế nhưng mà tôi thấy ở đây cái này nó xử lý nó cũng sai sai. Hoan nghênh là người anh em hạ cả đời chân cho chị em, nhưng mà tôi thấy nó vẫn sai sai. Rồi, tiếp theo nào. Mà đi từ trong khi ra mà nào như đúng rồi, không thèm. Chó điên. Bye bye, thank you nhé. Dạ. Còn thế mà là bỏ đi luôn. Những cái tình huống này thực ra dừng lại phát mẹ chào nhau một câu xong rồi xin lỗi, có khi lại nhẹ nhàng với nhau anh em ạ. Tôi nói thật, tôi cũng lái xe rất nhiều, nhưng mà tham gia những cái tình huống mình sai thì mình ok, mình xin lỗi cái thì thật không sao cả, hiểu không? Đó là cái gọi là thái độ thôi. Anh em sẽ đến với mấy tình huống tiếp sau đây. Rồi, đúng khúc cua vạch vàng. Ui, may mà còn chỗ lé là nhìn anh em nhìn này. Ui giời, 15C141130. À, tiếp theo lại là một cái tình huống, hình như đây là quốc lộ 14 hay quốc lộ 20 anh em nhỉ. Dạ, cũng lại là khúc cua nhá. Đường thì khá là đông. Đây. À, thật. Con này là 49C019 05. À. Rồi, chúng ta sẽ đến với một cái tình huống nữa tiếp sau đây. Rồi, bác này bác rất là cẩn thận. Hey. Thế nhưng mà con trai của thần gió xuất hiện là xe của bác không nhanh bằng con trai của thần gió, nên là thôi bác này bác lại oan gia cho mới nó rồi, khổ thân bác rồi. Nào, tiếp sau đây chúng ta sẽ có là một con đường sang Lào, vượt dãy Trường Sơn sang Lào. Đây, chúng ta sẽ cùng xem điều gì sẽ xảy ra ở đây. À, đường thì mưa trơn anh em ạ, và toàn đấy tôi thấy là toàn xe to thôi. Theo bác có camera hành trình thì bác chia sẻ đây là con đường sang Lào và anh em đang vận chuyển gọi là hàng hóa sang Lào. Và chúng ta thấy rằng là chiếc container chiếc trước cũng đã vượt rồi. Với cái tốc độ vượt khá lớn thì sau đó là sẽ xảy ra điều gì xảy ra ở đây? Rồi, như vậy là anh đã mất lái và anh đã xuống rãnh rồi. Đấy. Đường sang Lào và đường đèo thì không bao giờ là vấn đề gì đơn giản cả nha anh em nha. Nhưng mà tôi nghĩ rằng xuống phát này thì là, nếu mà không có kéo hoặc không có cẩu thì là chắc là không lên được đâu. Nói chung là may mắn là con người thì vẫn không có vấn đề gì. Nhưng mà lần sau đi chắc là phải nhớ nha. Nhớ, đừng quên. Ui giời, ông này ông đi kiểu gì đây?
Sao lại tự dưng lại hôn người ta thế? 29, tự nhiên mà hôn người ta xong cái là ông ấy bỏ đi luôn, ông ấy chuồn luôn. Cứ ảnh hưởng đến kinh tế hoặc là mất chạy mất dép. Chúng ta sẽ đến với một cái tình huống tiếp sau đây, cùng xem là điều gì nó sẽ xảy ra trong cái tình huống này. Nào, điều gì đây? Rồi, người anh em đã vượt và đè vạch rồi. Đè vạch rồi. Cái lỗi này là cũng mệt với các anh em đấy. Ây giời ơi, đây rồi, tôi thấy đây rồi. Chạy lên quận, chạy vào kho bạc nhà nước. Đúng không anh em, đấy, đi đường đấy. Sơ sảnh cái ngu tí là mất cái bánh mì luôn anh em hiểu không? Ra đường chấp hành cho nó tốt vào, không là mất tiền sữa cho con đấy nha. Rồi chúng ta sẽ cùng đến với cái tình huống tiếp sau đây. Ui trời ơi, vẫn không rời được cái điện thoại ra chứ nị, vẫn còn đang dở nhắn tin cho tình yêu tình báo, đang hẹn hò, không phải là hẹn hò chỗ nào mà vẫn cố chấp thế này nữa đấy. Thôi nha, nói vậy thôi. Anh em xem video để lại comment cho tôi ở phía dưới nha. Xin chào và gặp lại anh em trong các cái video tiếp theo. Bây giờ ra đường thật sự là không biết thế nào mà lần đấy anh em ạ.